điều khiển một hàng cây thông bồn cầu chính xác ấn xuống những viên gạch dưới đất, sau đó dùng lực kéo lên, 6 viên gạch nguyên vẹn đã bị nhấc lên. Điều khiển 3 hàng cây thông bồn cầu ấn xuống, một lần là có thể nhấc lên 12 viên gạch, hơn nữa những viên gạch bị hút lên đó có lắc cỡ nào cũng không rơi. Sau đó điều khiển máy đem bỏ những viên gạch này vào cái thùng thích hợp. Những viên gạch bị thu về này sẽ được những người khác tái sử dụng lần hai. Điều này sẽ giúp giảm giá vốn tạo ra những viên đá lót đường. Cái máy thu hồi gạch này tên là SERPA. Những đầu giống như cây thông bồn cầu kia chính là thiết bị nòng cốt của nó, bạn có thể gọi nó là đầu tròn hút gạch. Sau khi nhận được đơn tháo dỡ những viên gạch lót đường, công nhân sẽ lái nó đến mặt đường đó, sau đó điều khiển đầu tròn hút gạch đó ấn xuống những viên gạch một cách chính xác. Máy chiết xuất bên trong cũng sẽ bắt đầu hoạt động, sau khi hút hết không khí trong đầu tròn kia ra, những viên gạch sẽ dính chặt, lúc này chỉ cần nhấc lên thì những viên gạch lót trên đường này đã bị dỡ ra rồi. Cái SERPA một hàng này thì cần công nhân điều khiển phương hướng thủ công, còn cái ba hàng này thì không cần. Công nhân chỉ cần ngồi trong buồng lái cũng có thể hoàn thành công việc thu hồi này. Thần kỳ hơn nữa là khi những viên gạch này cần lót lại trên đường một lần nữa, cũng không cần nhiều công nhân, chỉ cần điều khiển cái máy ốp lát chuyên nghiệp đến kế bên đống gạch viên. Cả chiều ngang và chiều dọc của thiết bị gấp này đều có các bộ kẹp cơ khí. Các bộ kẹp cơ khí chiều ngang đảm nhận việc giữ chặt các viên gạch, còn các bộ kẹp cơ khí chiều dọc đảm nhận việc đẩy các viên gạch cho ngay hàng thẳng lối. Sau đó là có thể lót tầng gạch này lên đường. Một tiếng đồng hồ có thể lót 300 mét vuông đường. Thế nào, có phải là vô cùng thần kỳ không? Một cái máy chạy ngang qua, bụi cây vốn đang loạn xà ngầu lập tức được san bằng, bất kể là cỏ dại hay cây lớn đều bị nghiền nát, chỉ để lại đất đai sạch sẽ. Sao làm được thế này vậy? Ở nước ngoài, diện tích bụi rậm gần bằng diện tích đất trồng trọt, muốn biến chúng thành đất ruộng có thể trồng trọt được thì đầu tiên phải giải quyết đống đá vụn, cỏ và cây dại trong lùm đó. Nhân công mà dọn dẹp đống đó thì rất phiền phức, mà cái máy lúc đầu thấy trong video lại có thể một mình hoàn thành được những công việc này. Nó trở thành một chiếc máy cày lâm nghiệp vô cùng kỳ diệu. Tổng thể của nó được chia làm hai bộ phận, một phần là máy cày dùng để lôi kéo, phần khác chính là máy làm cỏ. Mà trong máy làm cỏ lại phân thành hai bộ phận trước và sau, phía trước có một máy nghiền nát với trục quay tốc độ cao, có thể nhanh chóng nghiền nát viên đá 20cm và cây có đường kính 35cm. Khi xe lái qua bụi rậm, máy cày sẽ đẩy ngã tất cả các cây to và cao ra, lúc này máy nghiền bắt đầu hoạt động. Nghiền nát tất cả mọi thứ trên mặt đất, độ sâu nghiền có thể đạt đến 30cm. Tiếp theo đến lượt bộ phận phía sau của máy làm cỏ xuất hiện rồi. Lắp đặt những cái răng cưa tròn có hình gợn sóng trên một trục hình trụ, nhiệm vụ của nó khá đơn giản, chủ yếu chịu trách nhiệm san bằng đất đai và những mảnh vụn trong đất. Hiệu suất làm việc của máy móc vô cùng cao, tích hợp máy cắt, máy cày, máy nghiền thành một thể, trong một tiếng đồng hồ có thể cày bừa được 10 mẫu ruộng đất trở lên. Thế nào, có phải là vô cùng thần kỳ không? Chú ý nhìn nha, bỏ vào máy những khúc gỗ dài, chỉ trong chớp mắt liền biến thành những khúc gỗ bằng nhau, đi ra từ một đầu khác của máy. Đây là máy cưa tự động smart cắt kỳ diệu, chủ yếu là thay nhân công xử lý công việc trẻ củi. Khi hoạt động, phần màu cam của máy không ngừng di chuyển qua trái qua phải. Công nhân chỉ cần đứng một bên cầm khúc cây, đợi khi thiết bị dịch chuyển ra bên ngoài thì bỏ khúc cây vào máy. Bên trong lắp một cái máy cưa điện tốc độ cao, lúc này thiết bị ép vào bên trong và đồng thời máy cưa sẽ cưa khúc gỗ, không ngừng chuyển động cũng không ngừng cưa. Mùn cưa trong lúc cưa sẽ được thổi ra ngoài thông qua đường ống bên hông. Hơn nữa, bạn có thể điều chỉnh kích thước độ dài của khúc củi bằng cách điều chỉnh tấm chắn ở dưới thiết bị. Độ dài dài nhất là 52cm, những khúc củi sẽ được chuyển thẳng đến thùng xe bằng băng truyền. Điều đáng nhắc đến là cái máy cưa điện này còn tích hợp cả máy cảm biến quang học, khi kiểm tra có gỗ thì máy cưa điện mới tiếp tục hoạt động, ngược lại thì sẽ dừng. Nếu như bạn cảm thấy việc cưa từng cây thế này quá phiền phức vậy thì có thể thử cái máy cưa tự động 4 lỗ này. 4 lỗ này hình thành một trục quay, không ngừng quay và đồng thời không ngừng nhét gỗ vào lỗ, tốc độ cưa nhanh hơn gấp 2 tới 3 lần máy trước. Có thể điều chỉnh kích thước cưa bằng cách đẩy cần gạt kế bên. Tốc độ cưa không chỉ nhanh mà các que củi khi cưa ra còn bằng nhau. Thế nào, có phải là vô cùng thần kỳ không? Chú ý nhìn xem, cái thứ cắt cục đá trong hình này không phải là cưa thép mà là những sợi dây thường được xếp ngay ngắn. Tảng đá được cắt ra không chỉ mịn và phẳng mà tốc độ cưa còn vô cùng nhanh. Đương nhiên những sợi dây thừng này không phải dây thừng bình thường mà là sợi dây kim cương siêu cứng. Nó được sâu chuỗi trên một sợi dây từ nhiều cuộn dây cắp bằng một số lượng đá kim cương nhất định. Quan sát tỉ mỉ ta sẽ thấy hai bên dây thừng đá được lắp đặt bánh quay nhỏ đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát lực căng của sợi dây. Điều này có thể giúp tăng độ chính xác cũng như độ phẳng mịn của bề mặt khi cưa. Trục quay lớn nhất ở ngoài là dùng để điều khiển sự xoay tròn của dây thừng. Tầng bên trên của máy có hai ống dây, khi nó quay thì dây thừng cũng sẽ chuyển động qua lại. Nguyên lý hoạt động không khó hiểu, những sợi dây thừng này không phải là tách ra mà là hết cuộn này đến cuộn khác. Cuộn dây đi theo chuyển động tốc độ cao của vòng lăn cắt đứt cục đá bằng đá kim cương trên mặt. Trong quá trình này, nước chảy từ trên xuống đóng vai trò chất hạ nhiệt chịu trách nhiệm làm mát. Dùng công cụ này cắt một tảng đá to, dựa vào đặc điểm cắt nhanh, độ chính xác cao và bề mặt cắt phẳng mịn thì đương nhiên giá thành sẽ cao. Nếu như không có yêu cầu cao về độ chính xác của vật liệu này vậy có thể sử dụng máy cưa truyền thống. 80 lưỡi cưa được lắp đặt ngay ngắn với tốc độ xoay tròn cao. Tuy rằng độ chính xác không cao như máy trước nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Thế nào, có phải là vô cùng thần kỳ không? Ném một chiếc điện thoại từ cầu thang xoắn ốc cao 50m thì có thể dùng bình thường được không? Có người dũng cảm thí nghiệm thử, cuối cùng hiện tượng thú vị xuất hiện rồi. Có thể thấy được người này đã bỏ ra số tiền lớn mua nhiều loại điện thoại, xem hãng nào bền hơn. Cái đầu tiên là một chiếc Nokia mười mấy năm trước. Ra cầu thang không chút do dự thả xuống, cứ ngỡ rằng Nokia sẽ giống như trước kia, nhưng lại không ngờ nó lại vỡ làm hai mảnh, chỉ còn lại vỏ ngoài và bàn phím, phải tìm rất lâu mới thấy được thân máy. Tiếp theo thử ném chiếc iPhone vừa mua không lâu.
Cho dù có màng ốp lưng thì cũng không giúp ích được gì, lưng máy vẫn vỡ nát. Nhưng màn hình không bị sao cả, thậm chí các chức năng vẫn sử dụng được như thường. Kế tiếp đến một chiếc điện thoại cũ khá rẻ đã qua sử dụng. Người thử nghiệm không ngần ngại mà thả tay, theo sau đó là một tiếng vang lớn, điện thoại rớt xuống đất. Không có ốp lưng bảo vệ, phần lưng máy không chỉ vỡ nát mà còn nhìn thấy được cả linh kiện bên trong. Nào đến xem màn hình của nó thì sao nha. Thật khiến người khác bất ngờ, màn hình chỉ vỡ một góc nhưng cũng đã mất đi cảm ứng, làm cách nào cũng không mở được. Lần này anh ấy tò mò quá trình rơi xuống của điện thoại sẽ như thế nào, cho nên anh ấy chuẩn bị dùng chức năng quay để quay lại. Nói xong anh ấy liền mở camera điện thoại. Có thể thấy được là lúc ban đầu điện thoại rơi xuống từ từ, sau đó dần dần tăng tốc, xem tiếp nữa thì xỉu mất. Video đến đây là hết rồi. Lưu ý, nội dung trong video đã được thêm thắt biến tấu một số chi tiết để lôi cuốn hơn. Đừng quên like và follow kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.